Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn là cách làm bánh chuối hấp bột bán. Bánh dẻo mềm, trong dai và có độ giòn của bột bán. Ăn thì có mùi thơm chuối nè và kết hợp với phần nước cốt có độ béo thơm của mè rang nữa. Ăn rất là ngon luôn. Và mình để qua ngày thì bánh vẫn ngon, mềm, dẻo, không có bị cứng bánh. Các bạn xem mà có yêu thích món bánh chuối hấp bột bán này thì mình mời các bạn vào cùng xem và cùng thực hiện ha. Rồi để làm được món này thì ở đây mình có chuẩn bị là 800g chuối xiêm chín. Chuối này thì mình chọn chuối càng chín mùi thì bánh mình càng ngon ha. 300g bột năng, 100g bột bán và 100g đường. Đường thì mình dùng là đường cát màu vàng nè, để cho bánh nó được có cái màu vàng tươi đẹp. Còn không có đường cát vàng thì các bạn dùng là đường cát trắng hoặc là mình dùng là đường thốt nốt. 1 muỗng canh dầu ăn và một ít muối, khoảng tương đương với là 1/3 muỗng cà phê. Rồi bây giờ mình sẽ đem phần bột bán này mình đi ngâm mềm trước, để chút nữa mình nấu cho nó nhanh. Tiếp theo là mình sẽ đi lột bỏ phần vỏ chuối. Và phần chuối này thì mình rửa sạch trước khi mình lột bỏ vỏ ha. Sau khi mình đã lột bỏ vỏ xong rồi thì mình dùng tay mình bóp cho nó nát. Chuối bóp xong rồi thì mình cho 100g đường cát vào đây và 1/3 muỗng cà phê muối, trộn đều lên. Trộn đều xong rồi thì mình để đây để mình đi nấu phần bột bán. Bột bán sau khi mình đã ngâm với nước được là khoảng 10 phút rồi đó. Bây giờ mình đem đi mình rửa cho thật sạch. Xong rồi mình cho vô xong mình nấu cho nó chín. Lượng nước cho vào thì các bạn cho nhiều nhiều ha. Mình dùng là 1 lít nước. Mở bếp lớn lên, nấu cho phần nước này nó sôi lên nè. Khi mà nước này nó sôi lên thì mình để mức lửa nhỏ xuống thôi. Và mình nấu khoảng là 7-8 phút cho phần bột bán này nó chín, nó trong ra luôn đó các bạn. Sau khi phần bột bán này mình đã nấu được là khoảng 8 phút rồi đó. Lúc này thì phần bột bán nó chín rồi đó các bạn. Nó trong ra hết rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đảo ra. Mình đảo ra và mình cũng rửa lại với nước luôn. Để vô cái rổ cho nó ráo nước khoảng là 1-2 phút. Rồi mình cho vô phần chuối hồi nãy mình vừa mới bóp đó. Trộn đều lên. Trộn đều phần bột bán trong phần chuối này rồi thì bây giờ mình cho phần bột năng vào đây nè. Và mình dùng thêm là 150ml nước lọc. Cho thêm một muỗng dầu ăn vào nữa để cho cái bánh mình nó được bóng. Rồi phần này thì mình dùng tay mình trộn ha, để cho cái phần bột này nè nó tan đều. Phần bột mình đã trộn đều trong phần chuối này rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị khuôn để đi hấp bánh được rồi đó. Khuôn thì các bạn dùng là khuôn lớn cũng được nè, hoặc là các bạn dùng những cái chén nhỏ nhỏ mình hấp cũng được luôn. Mình sẽ quét một lớp mỏng vô ăn dưới đáy khuôn hết và trên thành khuôn luôn. Để khi mình hấp bánh, mình lấy bánh ra thì nó không có gì bị dính bánh. Trước khi cho chuối vào thì mình sẽ hấp nóng phần khuôn này trước. Hấp khoảng 1 phút thôi cho khuôn này nó nóng lên. Khoảng 1 phút rồi là khuôn này nó nóng rồi đó các bạn. Lúc này thì mình giảm lại mức lửa nhỏ nhất nè. Hoặc là các bạn tắt bếp tạm thời đi. Để mình múc chuối mình cho vào nó không có bị nóng tay. Mình đổ một lớp mỏng mỏng thôi, khoảng là 2 cm là được rồi. Để mình hấp cho nó nhanh. Mình dùng giá mình phả phả cho nó bằng mặt. Đậy nắp lại. Trên nắp thì mình có bọc một lớp khăn đó. Đừng để cho những giọt mồ hôi nó rớt xuống, nó làm nhão bánh. Và bánh này thì mình hấp khoảng là 8 hoặc là 9 phút thì bánh này nó chín.
Rồi sau khi bánh này mình đã hấp được là khoảng 8 phút rồi. Bây giờ mình giở ra mình coi thử nè. Đó, lúc này nó trong veo rồi đó các bạn. Các bạn thấy là những hạt bột bán nó nằm lợn cợn bên trong ha. Để thử bánh thì các bạn dùng cây tăm nhọn mình xiên vào bánh, mình rút ra mà thấy không có dính bánh là bánh mình đã chín rồi. Rồi khi lấy bánh ra thì các bạn tiếp tục là mình cho cái vỉ khác lên. Và mình cũng làm nóng khuôn lên trước khi mình cho phần chuối vào đây. Rồi mình hấp đến khi nào cho nó hết phần bột luôn. Bây giờ mình sẽ đi thắng phần nước cốt để ăn kèm với món bánh chuối này. 400ml nước cốt dừa mình cho vào cái son. 60g đường cát tương đương với là 3 muỗng canh. 1/2 muỗng cà phê muối. Múc một phần nước cốt hòa loãng với một muỗng canh bột bắp rồi mình cho vào đây. Không có bột bắp thì các bạn dùng là bột năng hoặc là bột gạo. Thì tuy nhiên là phần nước cốt này thì mình dùng bột bắp thì nó sẽ ngon hơn ha. Và nó cũng lâu bị vữa hơn so với là phần bột năng. Rồi lúc này thì mình mở bếp lên nè. Và mình dùng giá mình đảo liên tục, đừng để cho phần bột nó lắng xuống đáy. Khi nước nó nóng lên thì mình giảm lên mức lửa nhỏ thôi và mình nấu khoảng là 5 phút cho cái phần bột này nó được chín hẳn nè, và mình để phần nước cốt nó cũng lâu bị dừa. Rồi cái độ sánh của phần nước cốt như vậy là vừa đó các bạn, khi nó nguội lại là nó còn đặc lại nữa. Bánh chuối sau khi mình đã hấp xong và mình để cho nó nguội hẳn rồi nè, và khi bánh nguội thì nó trong veo rồi nè các bạn, và mình cũng dễ lấy ra nữa chứ nó còn ấm ấm mình khó lấy ra lắm. Lấy bánh ra thì các bạn dùng cây giá phết bột nè hoặc là cây dao bằng nhựa. Mình xay xung quanh cái dành khuôn hết rồi mình vít bánh ra. Bánh trong veo luôn nè, và nhìn cái bánh thì rất là ngon luôn. Những hạt bột bén thì nó lợn cợn nè bên trong nè. Ở phần dưới đáy khuôn nè, mình nhìn thấy rõ những cái hạt bột bén nhiều hơn ha. Nhưng mà bánh này mình ăn thì có cái độ dẻo mềm và có độ giòn sực sực của những hạt bột bén. Bánh chuối hấp mình hấp trong cái khuôn silicon này thì mình lấy ra rất là dễ luôn. Đó, mình dùng tay mình lấy nhẹ là nó ra rồi. Còn mà nếu như mình không có những cái khuôn lớn thì các bạn cho vô trong những cái chén gia vị nhỏ này mình hấp nè các bạn. Thì phần này thì cũng giống như cái khuôn lớn. Trước khi hấp thì mình quét một ít dầu ăn ở dưới đáy khuôn nè. Xong rồi thì mình làm nóng lên là mình hấp là mình lấy ra rất là dễ, nó không có bị dính gì hết. Đó, nhìn rất là ngon luôn các bạn ơi. Thì khi mình hấp trong những cái chén nhỏ nhỏ này thì mình không có cần cắt bánh ra. Mình chỉ lấy ra mình chan với nước cốt là mình ăn được liền. Còn hấp trong những cái khuôn lớn thì các bạn phải cắt nhỏ ra trước khi mình ăn. Cắt bánh thì các bạn dùng là cây dao nhựa hoặc là các bạn bọc màng thực phẩm lên mình cắt là nó không có bị dính. Bánh vừa trong dai, ăn có độ dẻo mềm vừa phải và có độ giòn sực sực của bột bán. Nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Bánh này thì mình ăn không hết thì mình để qua ngày thì bánh này nó cũng không có bị cứng nè. Bánh vẫn dẻo mềm ngon và mình để phần bánh này chồng chồng lên nó cũng không có bị dính bánh nè. Khi mình ăn vào thì nó có cái độ ngọt thơm của mùi chuối nè và có độ giòn giòn của những cái hạt bột bán. Ăn cảm giác nó lạ miệng hơn là so với bánh chuối hấp truyền thống của mình. Và để ngon hơn thì các bạn ăn kèm với phần nước cốt dừa nè. Cho một ít mè rang thêm nè. Bánh chuối hấp bột bán kết hợp với phần nước cốt dừa. Ăn vừa béo, ngon, ngọt, thơm và có độ giòn nhẹ của bột bán. Ăn rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Các bạn có thời gian rảnh rỗi thì mình bỏ ra một ít thời gian để mình làm món bánh chuối hấp bột bán này cho cả nhà mình thưởng thức ha. Rồi như vậy là món bánh chuối hấp bột bán của mình đến đây đã xong rồi. Các bạn xem mà có yêu thích thì các bạn cho mình một lượt like, một lượt đăng ký. Khi đăng ký kênh thì nó có hiện ra cái chuông thông báo, các bạn ấn vào nút chuông đó luôn để khi mình đăng video mới lên đó thì các bạn là người đầu tiên để nhận được thông báo và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.